Hello Universe, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Cường X. Thì trong cái vlog ngày hôm nay, mình sẽ nói về chủ đề skinny fat. Bởi mình biết có không ít bạn đang phải vật lộn với cái tình trạng này. Thậm chí có nhiều bạn bỏ ra 5 năm, 10 năm và làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thoát khỏi skinny fat. Nhưng thiệt ra skinny fat không có gì là ghê gớm cả. Nếu các bạn có một cái hướng đi đúng ngay từ đầu thì các bạn có thể dứt điểm skinny fat cực nhanh. Hôm nay chỉ với một cái vlog này thôi, mình sẽ giúp các bạn dứt điểm skinny fat một lần và mãi mãi. Ok, không dài dòng nữa. Go. It's time to be someone I wanna recognize. Thì skinny fat là gì? Dịch theo tiếng Anh á, skinny có nghĩa là ốm, là gầy. Fat có nghĩa là mỡ, là mập. Thì skinny fat là một cái từ dùng để chỉ những người có cái thân hình trông hơi gầy nhưng lại tích khá là nhiều mỡ, và nhiều nhất á là ở phần bụng và phần ngực. Ngoài ra, tại người skinny fat sẽ có thêm một vài đặc điểm sau là cánh tay á thì rờ vào rất là nhão nhẹt à, và kích thước của nó rất là gầy so với kích thước cơ thể. Thứ hai á là bạn không có ngực, hoặc là ngực khá là lỏng lẻo, hoặc có thể bị chạy xệ luôn. Thứ ba á là phần vai của các bạn này khá là hẹp, nhưng cái phần hông và phần eo á lại có xu hướng sồ ra. Tóm lại, khi mặc quần áo thì các bạn nhìn trông khá là bình thường, nhưng mà khi cởi đồ ra á thì nhìn rất là chán. Da thịt á thì nhão nhẹt, nhìn không có săn chắc. Tỷ lệ cơ thể á thì mất cân đối. Quan trọng hơn hết là mỡ vẫn tập trung nhiều ở phần bụng. Vậy cái nguyên nhân nào khiến bạn bị skinny fat? Thì skinny fat chủ yếu là do gen. Có một cái sự thật luôn đúng cho tất cả các bạn người là khi các bạn ăn dư thừa calo thì cái lượng calo dư thừa sẽ khiến cơ thể bạn tích mỡ. Với người bình thường á thì mỡ nó sẽ không có tập trung nhất định vào một cái bộ phận nào hết. Còn với người mà có gen skinny fat thì mỡ sẽ tập trung nhiều hơn người thường ở cái phần bụng và ngực. Ngoài gen ra, một số nguyên nhân khác có thể khiến bạn bị skinny fat như là thói quen ăn uống sinh hoạt bừa bãi, các bạn bị rối loạn chuyển hóa, hoặc là các bạn lười vận động, vân vân và vân vân. Nếu mang gen skinny fat thì không có gì phải buồn vì mình có thể chữa được. Nhưng mà trước khi đi chữa dứt điểm với skinny fat thì các bạn phải nhìn được cái bản chất của skinny fat là gì. Các bạn có thắc mắc là tại sao người của các bạn nhìn trông rất là lỏng la, lỏng lẻo, rờ vào thì nhão nhẹ, nhão nhẹt không? Đó là do các bạn bị thừa mỡ và thiếu cơ, hay còn gọi là có quá ít cơ bắp. Cho nên cái việc tăng cơ, giảm mỡ, mình xin nhấn mạnh đây là cái giải pháp duy nhất để giúp các bạn thoát khỏi cái tình trạng skinny fat. Nghe thì rất là đơn giản nhưng thiệt ra không có hề đơn giản đâu. Thử tưởng tượng các bạn đang có một cái thân hình như thế này thì điều đầu tiên các bạn sẽ làm là cái gì? Sẽ có rất nhiều bạn cố gắng giảm cân để mà giảm mỡ bằng cách cardio thiệt là nhiều, như là chạy bộ nè, đua xe, ô lộn, đạp xe nè, rồi nhảy dây nè, vân vân và vân vân. Nhưng đó là một cái sai lầm rất lớn đối với những người muốn thoát khỏi cái tình trạng skinny fat. Bởi vì khi cardio nhiều để mà giảm cân thì bạn sẽ giảm cái gì? Đó là giảm mỡ, giảm nước và giảm cả cơ bắp. Vấn đề của một người skinny fat là thừa mỡ và thiếu cơ. Bây giờ bạn còn giảm cơ nữa thì cái việc cardio nhiều là không có tối ưu. Ví dụ như các bạn cardio nhiều, các bạn có giảm hết mỡ đi chăng nữa thì các bạn cũng chỉ còn lại cái bộ xương thôi. Bởi vì xuất phát điểm của người skinny fat là có quá ít cơ bắp, cho nên các bạn giảm hết mỡ đi thì các bạn cũng không có thay cơ mà chỉ thay xương thôi, xương kèo que thôi, bộ trưởng bộ hai cốt thôi. Cho nên là cái phương án này hoàn toàn không có tối ưu. Thì sau tất cả, mình chỉ muốn nói một cái điều thôi, đó chính là tăng cơ hay còn gọi là xây dựng cơ bắp mới là cái chìa khóa, là cái ưu tiên hàng đầu cho các bạn muốn thoát khỏi skinny fat. Rồi sau đó mới là giảm mỡ. Giảm mỡ chỉ là ưu tiên thứ hai thôi. Tăng cơ, giảm mỡ sẽ chia làm hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là các bạn sẽ tăng cơ xong rồi sau đó mới giảm mỡ. Còn cái trường hợp thứ hai là các bạn sẽ tăng cơ và giảm mỡ cùng lúc. Cái trường hợp hai này là người người nhà nhà đều yêu thích, cho nên mình sẽ trình bày sau. Ở mỗi trường hợp nó sẽ có một cái ưu và một cái nhược điểm riêng. Chúng ta cùng đi phân tích từng cái trường hợp. Trường hợp 1 là tăng cơ rồi sau đó mới giảm mỡ. Có nghĩa là sẽ chia làm hai cái giai đoạn rõ ràng. Tăng cơ rồi sau đó giảm mỡ và giữ lại cái cơ đó. Cái trường hợp này sẽ dành cho ai?
là dành cho những cái bạn skinny fat thuộc dạng siêu gầy, thuộc dạng thiếu cân nặng, ôm nhôm ôm nhách, xì gầy que, có ít cơ bắp á. Đầu tiên những cái bạn này sẽ ăn thừa calo để mà tăng cân, tăng cơ và chấp nhận luôn cả cái việc tăng mỡ. Sau khi cảm thấy đã đủ cân nặng và đủ cơ rồi á, thì các bạn sẽ tiến hành giảm mỡ và giữ lại cơ bắp đó. Nhiều bạn mới xem vlog mình lần đầu á, sẽ không hiểu là ăn thừa calo là ăn như thế nào. Các bạn có thể hiểu năm nay là như thế này nè. Ví dụ như mỗi ngày các bạn ăn 2000 calo thì các bạn sẽ không có bị tăng cân hay là sụt cân. Thì để mà tăng cân á, thì các bạn ăn cao hơn con số đó. Ví dụ các bạn ăn 2.300 calo thì 300 calo dư thừa đó sẽ giúp các bạn tăng cân đó. Và đương nhiên bên cạnh cái việc ăn thừa calo thì các bạn phải ăn đủ protein để đảm bảo cái cơ bắp của các bạn được phát triển. Thì ăn bao nhiêu protein thì xíu nữa mình sẽ trình bày ở trong cái trường hợp 2 sau. Ok, vậy thì ưu điểm của cái trường hợp này là gì? Là các bạn sẽ có được nhiều cơ bắp trong cái thời gian ngắn nhất, và các bạn nhìn sẽ trông co da co thịt hơn, nhìn trông săn chắc và khỏe mạnh hơn. Đương nhiên là các bạn ăn thừa calo, các bạn tăng cân thì sẽ chấp nhận luôn cả cái việc tăng mỡ. Nhưng mà nếu các bạn ăn thừa calo ở cái mức có kiểm soát, có nghĩa là ăn dư ra tầm 200 cho tới 300 calo, thì cái lượng mỡ tăng thêm nó sẽ không có đáng kể so với cái lượng cơ bắp mà các bạn nhận được. Và một cái ưu điểm nữa là các bạn sẽ thấy được cái kết quả nhanh chóng. Vậy thì nhược điểm của trường hợp này là gì? Là sau khi đã đạt đủ cái lượng cơ bắp và cái cân nặng như mong muốn rồi á, thì các bạn phải bước vào một cái giai đoạn gọi là giai đoạn ăn thâm hụt calo để mà loại bỏ hết cái mỡ thừa và giữ lại cơ. Mình biết cái trường hợp này sẽ có ít bạn thích, đặc biệt là các bạn nữ, bởi vì các bạn nghe là tăng mỡ là các bạn sợ đúng không? Sợ xách dép bỏ chạy rồi. Ok, cho nên chúng ta sẽ đi phân tích tiếp cái trường hợp thứ hai, là cái trường hợp người người nhà nhà đều yêu thích, đó chính là tăng cơ và giảm mỡ cùng lúc. Thì cái trường hợp này sẽ dành cho ai? Là sẽ dành cho hầu như tất cả các bạn người skinny fat luôn, miễn là các bạn có cân nặng ổn và các bạn nhìn không có bị gầy, hoặc là các bạn skinny fat mà thuộc dạng thừa cân luôn á. Thì đầu tiên cái điều kiện bắt buộc để giảm mỡ là các bạn phải ăn thâm hụt calo, có nghĩa là các bạn phải đảm bảo cái lượng calo ăn vào trong một ngày nhỏ hơn cái lượng calo mà các bạn tiêu hao trong một ngày, để cái cơ thể nó bị thiếu hụt calo hay là nó bị thiếu hụt năng lượng á, thì lúc này nó sẽ đi sử dụng mỡ, hay còn gọi là nó sẽ đi đốt mỡ để tạo ra cái năng lượng bù vào cái phần năng lượng bị thiếu hụt đó, từ đó giúp cho các bạn đốt mỡ, các bạn giảm mỡ. Để dễ hiểu á, thì mình sẽ có một cái ví dụ như thế này nè. Ví dụ như một ngày các bạn tiêu hao 2.000 calo đi, mà các bạn mới chỉ ăn vào 1.800 calo, thì các bạn sẽ bị thiếu hụt 200 calo. Thì lúc này cơ thể của các bạn sẽ sử dụng mỡ, sẽ đi đốt mỡ để tạo ra 200 calo đó để bù vào cho đủ 2.000 calo để các bạn hoạt động. Hay gọi là nó chỉ thế nào bạn ăn thâm hụt calo thì bạn mới giảm mỡ được. Vậy thì ăn thâm hụt bao nhiêu calo để vừa tăng cơ mà vừa giảm mỡ tối ưu? Thì theo mình á, là ăn thâm hụt tầm 200 cho tới 300 calo nha các bạn. Còn trong lúc giảm mỡ để mà tăng cơ cùng lúc á, thì các bạn chỉ cần đảm bảo ăn đủ protein là được. Với cái người mà tập luyện ở cái cường độ vừa phải, một tuần tập tầm 3 cho tới 5 buổi á, thì các bạn nên ăn ở mức 1.7 cho tới 2.2 gram protein cho 1 kg trọng lượng cơ thể. Với những người mà có tập luyện cường độ cao á, ví dụ tập tầm 6 buổi trên tuần á, thì ăn tầm 2.3 tới 2.8 gram protein cho 1 kg trọng lượng cơ thể. Để mà đơn giản cho các bạn á, thì các bạn có thể ăn ở cái mức 2 gram protein cho 1 kg trọng lượng cơ thể. Như vậy là cũng đủ để tăng cơ rồi. Có nghĩa là ví dụ như các bạn 60kg thì một ngày các bạn phải đảm bảo ăn đủ 120 gram protein để mà phát triển cơ bắp. Vậy thì ưu điểm của trường hợp 2 là gì? Cái ưu điểm là các bạn sẽ đồng thời được tăng cơ và giảm mỡ cùng lúc, và cái body của các bạn chỉ có thể tốt hơn mỗi ngày thôi. Nhưng mà bên cạnh những cái ưu điểm tốt đẹp đó thì nó sẽ có một cái nhược điểm như thế này nè. Bởi vì không có cái gì mà nó tốt đẹp hoàn toàn hết á. Nhược điểm của nó là đòi hỏi bạn phải thật sự kiên trì, bởi vì cái việc tăng cơ giảm mỡ này nè, kết quả nó thường đến chậm. Thường thì sẽ mất vài tháng để thấy được cái sự thay đổi rõ nét của cơ thể. Thì đó là xong về cái mặt dinh dưỡng cho cái tạng người skinny fat. Các bạn có thể chọn một trong hai trường hợp để mà đi. Dù đi cái bất cứ trường hợp nào thì cũng giúp các bạn thoát khỏi skinny fat. Ok, vấn đề về dinh dưỡng thì chúng ta đã giải quyết xong rồi. Bây giờ tới cái chuyện tập luyện. Với người skinny fat thì làm sao để xây dựng cơ bắp hiệu quả, kiểu như là trong thời gian ngắn mà có được nhiều cơ bắp nhất
Bởi vì cái việc này đồng nghĩa với cái việc khi mà các bạn có nhiều cơ bắp thì các bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi skinny fat. Thì mình có năm cái lưu ý cực kỳ quan trọng sau đây. Cái lưu ý thứ nhất á, là các bạn phải tăng dần mức tạ. Bởi vì để mà cái cơ bắp phát triển á, thì các bạn phải tạo đủ một cái áp lực lên cái nhóm cơ đó để cho nó tổn thương và nó bị phá hủy. Sau đó nó sẽ tự động phục hồi và tái tạo lại bằng những cái sợi cơ dày hơn, khỏe hơn. Từ đó giúp tăng cái kích thước cơ bắp của các bạn. Có nghĩa là ví dụ như ngày hôm nay các bạn đi tập ngực đi, thì các bạn đẩy 20kg đúng không? Thì ngày mai các bạn đẩy 30kg, hoặc là các bạn đẩy 20kg, miễn là các bạn đừng có đẩy số ký thấp hơn cái số ký của ngày hôm qua là được. Đó, thì bên cạnh cái việc các bạn cung cấp đủ protein và cái việc tập luyện á, thì các bạn cũng phải cho cơ bắp thời gian nghỉ ngơi. Thường á, thì là 1 cho tới 2 ngày đối với cái nhóm cơ đó. Ví dụ như thứ hai các bạn tập ngực, thì thứ ba các bạn đừng có tập ngực, thứ tư các bạn có thể tập ngực lại. Thời gian phục hồi thì tùy theo mọi người nha, nhưng mà tầm 1 cho tới 2 ngày là đủ để cơ bắp phục hồi rồi, ok. Cái lưu ý thứ hai trong cái việc tập luyện á, là các bạn chỉ nên cardio ở mức vừa phải thôi. Cardio vừa phải sẽ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ. Nhưng khi mà bạn cardio quá nhiều á, thì sẽ dễ khiến bạn bị mất cơ. Bởi vì khi mà cơ thể phải hoạt động quá nhiều á, thì nó sẽ cần nhiều năng lượng hơn. Một khi nó đã đốt hết cái lượng mỡ nhất định trong cơ thể rồi, thì nó sẽ chuyển sang đốt cơ bắp của các bạn. Có nghĩa là nó sẽ sử dụng cái protein trong cơ bắp để làm năng lượng, từ đó dễ khiến các bạn bị mất cơ, hay còn gọi là dị hóa cơ bắp đó. Với lại cái việc cardio không có tạo áp lực đủ lớn lên cơ bắp, cho nên nó sẽ không có giúp cơ bắp của các bạn phát triển. Cho nên á, là lúc tăng cơ thì không nên cardio quá nhiều, mà hãy dành thời gian để mà tập gym, tập các cái môn kháng lực á, để giúp cơ bắp phát triển. Nếu các bạn vẫn muốn cardio á, thì có thể tìm các cái bài cardio tránh mất cơ, như là cái bài hit cardio của mình, bài burst up, hack burpee v.v. Đó là những cái bài cardio tạo áp lực đủ lớn lên cái cơ bắp của các bạn, và nó sẽ không khiến các bạn bị mất cơ. Và cái lưu ý thứ ba cũng là một cái lưu ý quan trọng, đó là các bạn phải tăng cái testosterone tự nhiên lên. Có một cái nghiên cứu thú vị ở Mỹ như thế này nè. Người ta cho hai cái người đàn ông, một cái người có testosterone thấp đi tập gym, và một cái người có testosterone cao ở nhà làm việc nhà thôi. Thì sau một tháng, người ta thấy được là cái người mà ở nhà làm việc nhà á, lại có được nhiều cơ bắp hơn mà cái người đàn ông có ít testosterone nhưng mà tập gym chăm chỉ. Mục đích của cái nghiên cứu này nó muốn nói cái gì? Là việc mà các bạn có cái testosterone cao sẽ giúp các bạn có được nhiều cơ bắp hơn, và nó sẽ rút ngắn cái thời gian mà đạt được cái khối lượng cơ bắp như các bạn mong muốn. Cho nên á, là hãy tìm cách tăng cái testosterone của các bạn lên. Thì mình có 5 cách dễ nhất để mà tăng testosterone. Cách thứ nhất á, là ngủ đủ giấc. Đó, cái việc ngủ đủ giấc nó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới cái testosterone. Cho nên á, mỗi ngày hãy ráng ngủ ít nhất á, là 7 tiếng. Và nếu được á, thì ngủ trước 11 giờ càng tốt. Cách thứ hai á, là các bạn mặc đồ thoải mái. Bởi vì khi mà các bạn mặc đồ quá chặt á, thì nó sẽ làm giảm cái lượng testosterone trong cơ thể của các bạn. Cái thứ ba á, là nên ăn đủ những cái chất béo tốt như là cá, là bơ, v.v. để nó kích thích sản sinh ra cái testosterone tự nhiên trong cơ thể. Cái thứ tư á, là giữ tinh thần thoải mái, tránh tối đa stress. Cái thứ năm là hạn chế chất kích thích, bởi vì rượu bia nó sẽ ngăn cản cái cơ thể sản sinh ra testosterone. Đó. Và cái lưu ý thứ tư là chú ý tập trung vào các bộ phận sau. Đầu tiên á, là tập vai để các bạn có một cái khung vai rộng hơn, từ đó sẽ tạo nên một cái khung người đẹp hơn. Đó, cái thứ hai á, là những người skinny fat thì tay rất là nhẽo, mà để cái tay bớt nhẽo hay là nó săn chắc nhanh á, thì các bạn nên chú trọng vào cái việc tập tay sâu, bởi vì tay sâu chiếm 2/3 cái kích thước của cái cánh tay đó. Và ngoài ra là chú ý tập cái ngực trên và show cho mình, ok. Và cái lưu ý cuối cùng là lưu ý số 5, nhưng mà nó sẽ không phải là cái lưu ý trong cái việc luyện tập, mà là lưu ý trong cái việc dinh dưỡng. Đó là các bạn đừng cần kiêng tinh bột, bởi vì tinh bột cần thiết để cung cấp năng lượng cho cái quá trình luyện tập. Với lại á, cái thằng tinh bột này nè, nó cũng phụ cái protein trong cái quá trình hồi phục và tái tạo cơ bắp bị tổn thương. Cho nên á, là nên ăn đủ tinh bột nha các bạn. Và mắm muối thì các bạn đừng có nên ăn quá nhiều, bởi vì khi ăn nhiều á, thì cơ thể nó sẽ bị tích nước.
Ok, thì đó là mình đã giải mã xong skin effect. Nó không có gì quá phức tạp hay là ghê gớm đúng không các bạn? Hy vọng với những gì mà mình vừa mới chia sẻ sẽ giúp các bạn không còn bị đau đầu khi phải vật lộn với skin effect nữa. Chỉ cần chúng ta có một cái hướng đi đúng ngay từ đầu thì có thể dứt điểm skin effect khá nhanh. Chúc các bạn sớm có một thân hình như mơ. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để mình có thêm động lực ra những cái chiếc video hay ho hơn nữa, bổ ích hơn nữa cho tất cả mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Yeah, yeah.